Thưa quý vị, thực hiện việc mở cửa trường học, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, thời gian qua, một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã bắt đầu mở cửa cho sinh viên đến trường trở lại. Ghi nhận tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Sau khi phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu hạ cấp độ dịch, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên các khóa 2018, 2019 và năm 2020 học trực tiếp tại trường đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập học kỳ 1. Sau một thời gian dài học trực tuyến, việc đến trường trở lại khiến sinh viên hết sức phấn khởi. Chúng em rất là háo hức khi mà được trở lại trường và được tiếp xúc với những cái thiết bị do trường chuẩn bị để thực hành. Khi mà quay trở lại trường thì chúng em đã được trang bị 2 mũi vaccine. Cùng với đó là những cái mà quy tắc phòng chống dịch bệnh do trường cũng như thành phố ban ra. Trong tuần đầu tiên đón sinh viên trở lại học trực tiếp, số lượng sinh viên đến trường khá đông đủ so với đăng ký ban đầu. Đối với các ngành học đặc thù như kỹ thuật, phần thực hành có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, việc cho sinh viên trở lại học trực tiếp là rất cần thiết. Đặc biệt đối với các cái môn về thực hành thì đòi hỏi sinh viên phải thao tác thì sinh viên mới có thể tiếp thu kiến thức được. Đặc biệt là làm việc trực tiếp với giáo viên và làm việc trực tiếp với các bạn sinh viên khác, làm việc nhóm thì các bạn mới hình dung hết các cái yếu tố của cái vấn đề về kỹ thuật. Thế nếu như học lý thuyết không và học đặc biệt là chỉ học online không thì các bạn phải thiếu đi các kỹ năng, đặc biệt là cái kỹ năng sử dụng máy móc. Để đón sinh viên trở lại trường, nhà trường đưa ra các yêu cầu cùng biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Giảng viên, sinh viên trở lại trường phải tiêm đủ liều vaccine, trong đó liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày. Tính đến thời điểm sinh viên quay lại học tập trung tại trường hoặc đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng, nhà trường cũng chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch ứng phó với các tình huống phát sinh. Là trường Đại học Bách khoa cũng đã xây dựng các kịch bản. Nếu khi các em quay lại trường thì các cái tình huống xảy ra trong trường hợp mà có lớp học, có lớp thực hành mà có F0 hoặc là có F1 thì xử lý như thế nào? Những cái trường hợp ngoài tỉnh mà chưa tiêm đủ vaccine thì các em cũng đăng ký để nhà trường liên hệ với địa phương tiếp tục tiêm vaccine mũi 2 cho các em. Thì những trường hợp các em mà không đủ điều kiện thì tạm thời thì sau Tết thì nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức những các lớp học để giúp cho các em có thể đảm bảo được tiến độ học tập. Theo ghi nhận, hầu hết các trường cao đẳng đại học trên địa bàn thành phố đã lên phương án tổ chức học tập trung cho sinh viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, Đại học Đà Nẵng yêu cầu các trường thành viên có phương án tổ chức học tập trung trong điều kiện bình thường mới. Trường hợp có chỉ đạo đột xuất của cấp trên, Đại học Đà Nẵng sẽ thông báo điều chỉnh.